Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi. Sau đây tại cuộc kết hội thi với từng chi bộ trường trung học cơ sở Tiên Phú, xin phép được thể hiện phần thi năng khiếu của mình với câu chuyện Bác Hồ với không người nghèo, với phần thi hòa của một số thầy thi cho người đi. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Mỗi khi ta thức ấy vang lên, hình ảnh Bác Hồ lại như linh tỏa sáng trong tâm hồn Việt Nam và trong trái tim nhân loại. Bác nói, tôi chỉ có một ham muốn tổ quốc, đó là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Tình yêu thương con người của bác mênh mông như biển cả, sâu thẳm như đại dương, như nhà thơ Tố Hữu đã viết. Bác ơi, tin bác mênh mông thế, ôm cả non sông mỏi tiếc người. Tình yêu thương con người đó vừa bao la rộng lớn, vừa gần gũi thân thương với từng số phận con người. Có rất nhiều câu chuyện kể về bác, và mỗi câu chuyện đều để lại một bài học lớn đối với mỗi chúng ta. Câu chuyện Bác Hồ như một bài ca đẹp đi cùng lưng thang. Chuyện kể rằng tối 30 Tết năm Nhâm Dần 1962, đường phố Hà Nội mịt mù chất làn mưa bụi. Xe ô tô đưa bác tới đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác tới thăm gia đình chị Chín. Bác chọn gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết. Chồng chị Chín mất sớm, để lại ba đứa con nhỏ dại. Chị Chín phải đi làm công nhận, gặp việc gì làm việc đó để lấy tiền nuôi con. Bác bước vào nhà, chị Chín sừng sốt nhìn bác. Bác gọi chị kêu lên, "A, Bác Hồ, Bác Hồ!" Rồi chạy đến bên bác. Bác đứng lặng. Lúc này chị Chín mới như sân tình, chị Chín rất xúc động. Bác an ủi, năm mới sắp đến, bác nghe thông tin sao lại thế này. Cô ấy xúc động, cùng chị Chín bật khóc lên thổ thức. Có con sầm mặt, ôi rồi có nước nhà tới thăm nhà chúng con, mà bây giờ mẹ con chúng con lại thấy khóc từ nhà. Con cảm động quá, mừng quá, thành ăn không khác ạ. Bác nhìn chị Chín, nhìn các cháu không biết âm ý, rồi bác ôm cổ nói, bác vừa tới thăm người như mẹ con thì còn thăm ai. Bác nghĩ về các cháu, ông yêu xa đầu và trao quả thật cho các cháu. Rồi bác quay lại hỏi chị Chín, lòng yêu thương con người của bác có sức lan tỏa diệu kỳ, thu hút bao lớp
sẵn sàng xả thân vì dân vì nước. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thấm nhuần tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thương người cụ thể thương dân, toàn đảng toàn dân đang hết sức thi đua và phấn đấu học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách của người. Rất nhiều phong trào, nhiều hoạt động được phát động như phong trào toàn dân giáo dục, phong trào cảm hóa người lỗi lầm, phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa mới được lan tỏa mọi miền đất nước. Kính thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 03 của Ban Bí thư Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ trường trung học cơ sở Yên Phú đang tiếp tục học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của Trung ương và địa phương. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực như giúp đỡ xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới cũng như tham gia ủng hộ phong trào vì người nghèo, đó chính là minh chứng thực tế nhất cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Câu chuyện Bác Hồ đến thăm người nghèo đã giúp tôi một niềm tin, một lẽ sống và giúp tôi trả lời câu hỏi vì sao trái đất nặng ân tình nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh như một niềm tin, như dũng khí, như lòng nhân ái hy sinh. Thank you.
có 4 phút rồi mà. Sau đây là chúng tôi xin được thể hiện phần thi năng khiếu qua tiểu phẩm cô giáo thời A Còng cùng với sự diễn xuất của đồng chí Thúy Lành trong vai ban giám hiệu, đồng chí Nguyên Huyền trong vai cô giáo Mi, đồng chí Phạm Hoài trong vai cô giáo Mơ, đồng chí Đại Giang và tôi Thanh Huyền trong vai học sinh. Sau đây tiểu phẩm của chúng tôi xin bắt đầu. Thế nhưng chúng ta phải lựa chọn những công việc làm sao cho nó phù hợp, không vi phạm pháp luật.
và chúng ta phải thu xếp cái thời gian làm sao hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của nhà trường. Như vậy đồng chí là một đảng viên giáo viên, đồng chí cần phải gương mẫu và nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Và như vậy thì đồng chí cần được sự tin tưởng của đồng nghiệp cũng như là của phụ huynh học sinh tại trung bình chứ. Thôi được rồi, tôi tin đồng chí sẽ thực hiện tốt theo những gì đồng chí đã hứa. Thế bây giờ chí vào lớp đi. Kính thưa quý vị, tiểu phẩm mà đội chúng tôi vừa gửi đến hội thi đối với chính bộ tập thể nhà trường chúng tôi là không có. Chúng tôi luôn đoàn kết chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về chuẩn đạo đức nhà giáo và đổi mới tác phong lề lối làm việc. Nhưng những biểu hiện trên đâu đó trong môi trường giáo dục vẫn còn tồn tại. Đặc biệt gần đây, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta đã được nghe phản ánh rất nhiều. Bên cạnh các tấm gương người tốt việc tốt của thầy cô giáo là những biểu hiện hành vi thiếu đạo đức của một số phật tử thầy cô giáo như xúc phạm nhân phẩm, xâm hại thân thể học sinh, quấy rối lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, kết nối với gian hương cung cấp thực phẩm bẩn cho học sinh bán trú, rồi vi phạm ngày công giờ công và còn rất là nhiều những hành vi vi phạm đạo đức khác. Thông qua trường hợp này, chúng tôi muốn gửi đến thật hội thi thân nghiệp tất cả chúng ta hãy thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới tác phong lề lối làm việc, đặc biệt là nhà giáo. Chúng ta hãy là những tấm gương tốt để học sinh học tập và làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.